rất là cảm ơn và biết ơn thầy Hoàng Văn Thành, một người rất là yêu mến cà phê và rất là quan tâm với cà phê. Và cảm ơn thầy rất là nhiều đã tận tâm chỉ dạy cho bà con nông dân và của chúng tôi ở khu vực Bảo Lâm này về kiến thức cà phê chất lượng cao và cà phê sạch. Và tôi tin chắc rằng đây là cái hướng đi mới cho bà con nông dân, cho hiện tại và cũng như cho thế hệ mai sau, để đến cái sự thay đổi trên đời sống của bà con nông dân. Và rất là cảm ơn thầy cũng sẽ luôn đồng hành cùng bà con nông dân ở khu vực Bảo Lâm này để cho đồng bào dân tộc chúng tôi có cái sự thay đổi về cái nhìn về cà phê, thay đổi về cách chế biến cà phê, và đặc biệt là để cải thiện về đời sống của bà con nông dân và đem đến được cái sự thay đổi cho thị trường cà phê của Việt Nam ở trên thế giới nói chung. Cảm ơn rất là nhiều.